Thích Đạo Thịnh, xin thầy cho chúng con hỏi một câu. Có một Phật tử tu hành lâu năm rồi, bây giờ chuyển sang cái pháp môn nghe thấy cái pháp môn niệm Phật hộ niệm này, suốt ngày là thấy khuyên vãng sanh. Thì Phật tử cũng nghi ngờ là Phật tử nói là vãng sanh và chết thì cũng có khác nhau gì đâu. Vậy thì chúng con không hiểu là cái lợi ích của việc vãng sanh và chết có gì khác nhau. Kính xin Thầy từ bi hướng dẫn chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật. Thời gian con xin Thầy giảng cho chúng con 15 phút ạ. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni từ bi chứng minh. Kính thân chào tất cả các cụ, các ông bà, cô bác, chư vị đồng tu. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nói về vãng sinh, để giải nghĩa chữ thì vãng có nghĩa là đi, sinh là sinh về. Sinh về một cảnh giới khác, như trên kinh Phật vẫn thường mô tả là tái sinh trở lại, nhận một cái thân khác. Còn trạng thái chết là chỉ cho trạng thái của cái tấm thân này, cái tấm thân tứ đại này, chết đi, bỏ lại. Thế thì ở đây chúng ta phân rạch ròi ra là cái thân thể của chúng ta sẽ có hai phần. Một phần là thân xác vật chất và một phần là tâm linh. Như thế gian vẫn gọi là linh hồn, nhưng trong Phật Pháp thì gọi là thần thức, là tâm thức, là giác tính, là linh tính, là bổn tính, là tự tính, là Như Lai tạng. Thì cái này không có chết. Và sau khi mà một thân xác đến hết duyên phải hoại, thì tiếp tục cái thần thức, cái tâm thức này sẽ đi theo nghiệp mà tiếp tục thọ báo ở những cái cảnh giới tương lai tùy theo cái nghiệp nhân đã tạo ở trong đời này. Chính vì thế mà trên kinh Hoa Nghiêm Phật mới nói một bài kệ nói rõ về cái trạng huống này. Là sao? Cho dù trăm ngàn kiếp nghiệp đã tạo không mất, khi nhân duyên hội đủ, quả báo chính mình chịu. Ví dụ như Đức Phật có dạy, cái nghiệp nhân mà khiến chúng sinh phải đọa lạc ở trong cảnh giới địa ngục, đấy chính là nghiệp nhân sân giận. Hôm nay ai tạo cái nhân sân giận nhiều thì sau khi bỏ cái tấm thân này, cảnh giới của họ là địa ngục, bởi vì tâm sân rất nặng, sân là sân giận ấy. Còn đối với một người tâm si mê nặng, si mê có nghĩa là không phân biệt được thiện ác, chính tà, tốt xấu, không nhận thức rõ về nhân quả. Và như trên kinh Tạng thì Đức Phật nói là không nhận rõ về tứ đế. Tứ đế là khổ tập diệt đạo. Khổ là thấy rõ cuộc đời là khổ, nguyên nhân sinh ra khổ, con đường tu hành để diệt khổ và chứng đắc được quả vị giải thoát khổ đau. Nếu người nào không hiểu rõ được bốn chân lý này thì người ấy Đức Phật xếp vào là si mê. Thì nếu như chúng ta sống với tâm si mê này nhiều, do vì không phân biệt được thiện ác, chính tà, cho nên chúng ta tùy theo cái nghiệp thức dẫn dắt chúng ta tạo những cái nghiệp nhân sai lầm, mà đây gọi là tập khí. Thì đối với người mà tập khí si nặng, gọi là cái nghiệp nhân si mê nặng, thì cảnh giới đời tương lai của họ sau khi bỏ tấm thân này thì là cõi súc sinh. Còn đối với người tâm tham nhiều, tham bất kỳ tham cái gì, kể cả tham pháp, cũng là nhân chủng của đọa lạc vào cảnh giới gì ạ? Là cảnh giới quỷ.
mà nói rõ hơn là quỷ đói, cái nhân tham ấy. Thì với ba cái nhân chủng là tham sân si này mà hội đủ thì đời tương lai của chúng ta trong ba cái cảnh giới này rất dễ có phần, nghĩa là địa ngục, quỷ đói và súc sinh. Cũng chính vì cái điều này mà Đức Phật cũng xót lòng nói với chúng ta một sự thật rằng chúng sinh sau khi thân hoại mạng chung phải sinh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nhiều như cát trên mặt đất. Còn chúng sinh sau khi thân hoại mạng chung mà trở lại làm người trở lại, hoặc được sinh lên cảnh giới gọi là thiện thú thiên giới, là cõi người và cõi trời ấy, là ít như cát dính trên móng tay. Đây là Đức Phật đã xót lòng mà nói rõ chân tướng sự thật này cho chúng ta. Đấy. Để chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ luôn luôn phải cảnh tỉnh. Thầy Diệu Âm Tịnh Hải trong tọa đàm hộ niệm chú ý số 23 mà Thầy Hạnh Phú mới chia sẻ tối ngày hôm kia, Thầy có nói rằng là phải sợ tập khí của chính mình. Có nghĩa là chúng ta tập khí tham sân si rất nặng. Do đâu ạ? Do chúng ta luân hồi trong vô lượng đời kiếp, trong 6 cái đường. Trời, người, Atula là 3 đường lành. Mà như ân sư Thượng Tịnh không nói, thời gian trong 3 đường lành rất ngắn. Còn lại thời gian trong tam ác đạo, có nghĩa là 3 đường khổ đau, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là rất dài. Chính vì thế cái nhân chủng ấy về tham sân si của tất cả chúng ta không dễ gì mà một ngày, một giờ mà khắc phục được. Vì thế Phật mới từ bi đến cùng cực. A-di-đà Phật mới từ bi đến cùng cực. Ngài tìm cái cách gì ạ? Cho chúng ta tạm thời gói cái tham sân si đấy lại để đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để tiếp tục tu hành. Đấy gọi là vãng sinh. Vậy thì vãng sinh là do ai ạ? Là do A-di-đà Phật từ bi tiếp độ chúng ta. Tiếp độ cái gì đây? Tiếp độ cái chân tâm tự tính chúng ta. Chân tâm tự tính chúng ta tại vì sao không tự về được mà phải nhờ A-di-đà Phật tiếp độ? Tạm lấy một ví dụ để dễ hình dung. Tất nhiên có thể là không thể thông suốt được, bởi vì chúng ta vẫn phàm phu, không thể thấu tột được nghĩa của Phật. Lấy tạm ví dụ, tâm của Phật là như viên kim cương đã sáng rỡ rồi. Còn tâm chúng ta cũng là viên kim cương, nhưng đang bị lún trong bùn lầy. Bùn lầy gì đấy? Tham sân si. Tâm của Phật giống như là mặt trời, nhưng đã hết mây che rồi, sáng rỡ rồi. Tâm chúng ta cũng là mặt trời, nó không có mất, thế nhưng đang bị mây che, mây tham sân si che mất, bị bùn tham sân si lấp mất. Bây giờ viên kim cương đấy tự mình chẳng thể ngoi ra khỏi bùn, cái mặt trời cũng chẳng thể tự nó vén mây được. Mà mây muốn vén khỏi mặt trời để sáng rỡ được thì phải nhờ một cơn gió. Viên kim cương mà muốn ra khỏi bùn lầy phải nhờ một người bốc nó ra. Thế thì A-di-đà Phật dùng bằng cách này cứu chúng ta ra khỏi vũng lầy tham sân si để đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, để tiếp tục chúng ta nơi đấy tu hành. Trên kinh Vô Lượng Thọ Phật mô tả là tu ở Ta Bà một ngày một đêm bằng tu ở Tây Phương Cực Lạc 100 năm. Vì sao lại như thế? Đức Phật giải thích: vì ở Ta Bà duyên ác quá nhiều. Gặp cái gì đây? Gặp tiền tài tham ngay,
gặp sắc đẹp tham ngay, gặp danh thơm tiếng tốt thích ngay, quyền cao chức trọng địa vị cao sang ưa ngay. Tham à, cái duyên tạo ác rất nhiều, cái duyên để cuốn lôi cái tâm thức chúng ta vào cái nhân chủng là tham sân si rất nhiều, giống như cậu bé lúc nãy, đúng không ạ? Bạn bè cùng trang lứa, nó chỉ cần đùa vui một chút thôi là sinh tâm giận sân lên. Chúng ta cũng thế đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần ai nói một lời khó nghe là buồn phiền giận dữ. Chính vì thế mà cái cõi ta bà này là Đức Phật nói có năm ác trược. Năm ác trược là gì đây? Kiếp trược này. Kiếp trược có nghĩa là cái cõi nước này là nhiều cái tai nạn, nhiều cái duyên ác. Đấy, nó hội tụ. Kiến trược là cái thấy biết của mình cũng đã sai lầm. Phiền não trược là do đâu? Chính cái thấy biết sai lầm đấy mà sinh ra phiền muộn khổ đau. Và dẫn đến là chúng sinh trược do phiền muộn khổ đau cho nên khởi tham sân si mà tạo nghiệp. Do vậy chúng sinh luân hồi để tiếp tục thọ nghiệp của mình. Gọi là chúng sinh trược. Và mạng trược là gì ạ? Là thọ mạng ngắn ngủi. Chúng ta hôm nay ngồi ở đây có thể chúng ta nghĩ rằng mình sống được mấy chục năm, 100 năm. Xin thưa, đối với cõi trời tứ thiên vương chỉ có 2 ngày là 100 năm rồi. Cõi trời đao lợi của các ngài là 1 ngày đã 100 năm chúng ta. Cho nên cõi người 100 năm chừng như chớp mắt. Không đáng để chúng ta lưu luyến, không đáng để chúng ta tham chấp. Thế nhưng mà chúng ta sao ạ? Vẫn theo tập khí, vẫn là tham chấp, vẫn là đắm nhiễm, vẫn là khổ đau, khổ lụy. Do vậy là chúng ta đời đời bị cái gì đấy ạ? Cũng chính bị tham sân si này nó trói chúng ta trong sinh tử luân hồi, khiến cho cái thân này hết bỏ thân này lại thọ thân khác. Đây gọi là chết. Chết gì ạ? Chết cái thân này lại lấy một thân khác rồi lại tiếp tục chết đi sống lại, chết đi sống lại, liên tục không có ngày ra. Vì thế mà Tổ sư Ấn Quang cũng nói ở trong Ấn Quang Gia Ngôn Lục ấy, ngài nói là đường luân hồi hiểm trở và ác đạo khó có ngày ra. Là nói chúng ta chỗ này, là nói đến cái sự chết của chúng ta. Là chết là bỏ cái tấm thân này lại tiếp tục nhận cái thân mới. Do cái nghiệp nhân đấy, nghiệp nhân chúng ta tạo mà tiếp tục lại phải trôi lăn, phải thọ nhận cái nghiệp báo đấy. Đấy. Vì thế mà người tu tịnh độ niệm Phật chúng ta nương vào nguyện lực của Đức Phật A-di-đà. Một đời này chúng ta chăm chỉ tu hành, nỗ lực, quyết lòng. Với lòng tin không thay đổi, gọi là lòng tin sắc son. Với chí nguyện thật sự mong muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Và hàng ngày dù làm gì đi nữa cũng nhớ câu A-di-đà Phật, đừng có quên. Giống như là Hòa Thượng Quang Nhuận hôm trước ở Pháp Hội ở Đà Nẵng ấy, Hòa Thượng có dặn chúng ta là dù ai nói ngả nói nghiêng, em đây vẫn vững như kiềng ba chân. Thì Đạo Thịnh có chuyển đi một chút, là hôm nay người tu niệm Phật chúng ta muốn đời này được an toàn, được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc mà không phải là chết ấy, thì chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực niệm Phật, cộng với việc chịu khó nghiên cứu học tập pháp hộ niệm. Để làm gì? Chính mình hàng ngày tự gỡ rối cho chính mình trước. Sau đó khi giờ phút lâm chung có bạn đạo đồng tu đến trợ duyên nhắc nhở khuyến tấn chúng ta niệm A-di-đà Phật thì chúng ta an toàn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Đạo Thịnh mới nói một câu rằng là dù ai nói ngả nói nghiêng, A-di-đà Phật vững tin mà niệm. Còn mấy phút nữa thì xin gửi quý vị mấy câu thôi, mấy câu nữa là kết thúc, không nói, dám nói nhiều về hết thời gian là MC cắt mic. Cuộc đời sinh tử lắm khổ đau,
mới đó sinh ra đã bạc đầu, ở dưới đây nhìn cũng bạc ngót hết rồi. Nếu chẳng cầu sinh nơi tịnh độ, khi mất thân này biết về đâu, nghĩa là chết đấy. Luống cuống một đời không niệm Phật, thì luân hồi sinh tử vạn khổ sầu. Tỉnh ngộ người ơi, mau niệm Phật, vãng sinh cực lạc, dứt khổ đau. A-di-đà Phật ạ. Xin đại chúng cho một tràng vỗ tay thật lớn để cảm niệm tri ân công đức của Thầy Thích Đạo Thịnh đã từ bi giảng nói chia sẻ cho chúng con được hiểu ạ. Và